Đời này là một chuỗi ngày đau khổ, thuốc ra anh uống đi. Ôi ôi. Dạ. Dạ, từ từ hồi sinh anh. Ok, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì mình là Domino Vumet đây. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với chương trình là cuối tuần chơi gì. Ờ, để coi coi, Nan đi, để đi map gì em. Đi cái sóc ghi kép thì rất là nhanh luôn á. Này lấy có cộng 2 được hả? Cũng vậy nha. Ủa anh đi cổng nào vậy? À đây ha nè. Đi lẹ quá theo không kịp. Oh my god, đa đi. Trời ơi má ơi, đã lăn thoát khỏi nó rồi, nó lắc nó giật ngược lên kìa. Tức không tả được luôn á, nãy em lăn xuống cho anh rồi xong nó lắc nó giật ngược lên lại. Trời ơi, má nhìn mấy con phù thủy cái trời. Trời ơi. Trời ơi. Nhìn mấy con quýt kìa. À không biết là bình độc ở đâu ra mà nó phóng dữ trời. Má nó phóng tím màn hình luôn. Ủa cái curse đây nè anh. Cái rìu hai đầu nhưng mà hàng vàng á. Ủa anh biết gì không? Nó có BGB và phạm vi tấn công của nó gần như là cao nhất luôn. Đủ điều kiện yêu cầu nè. Cái này đúng rồi.
À mà của anh là cái double A hay gì? Double A. Không, còn của em là Curse A, nó hàng vàng của cái đó. Curse A. Ủa làm sao mà anh có thể đánh mà không có mục tiêu được hay vậy? Anh mang sợ Xbox không? Ừ. Ủa anh cũng là tải, hình như tải trên Diamond 2 giống em phải không? Diamond 2, nhưng mà xài tay cầm. Hàng gì nó thể tự động đánh được chứ của em là phải có mục tiêu mới đánh được. Anh đi nhanh quá, độ nó tự rớt vào chỗ em luôn rồi nè. Ghost A. Ờ, cái Ghost A nam nói anh đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không phải, cái đó cái A mà anh. Nó là cái rìu hai đầu nhưng mà nó là cái đầu vàng á, hiểu không? Thế nè, em thấy trên tay em không? À, nhiều quá kìa, nhiều quá. Ừ. Thì là rìu tử thép. Thôi đúng, cái rìu gì? Ủa, như anh em mình xâm map đúng không ta? Gì một kêu. À. Ủa, như anh em mình xâm map không? Nó kêu mình lên thuyền kìa. Ờ đúng rồi. Ủa? Nữa đó, tôi thấy cái hình ảnh của cái cây mỏ neo đó nữa rồi đó. Má, nó đứng nghiêng một chỗ rồi cũng bị đốt. Cái tiếng nhảy của anh Hề đúng không? Em bị ép góc. Giờ mới biết là thay vì không ngủ thì bình thường không ngủ là anh em mình sẽ gặp Phantom đúng không? Nhưng mà không. Bây giờ chỉ cần có một đứa chết mà không được hồi sinh, đứa kia sẽ gặp Phantom. Game hài quá. Game hài tới mức tôi phải bất ngờ. Mất đi và đi kỹ của tôi. Anh đi đâu em đi đó thôi. Em mãi bên anh.
Trời ơi á. Là do thần thiếp ngu dốt. Gương nè nè. Switch thường. Một đống tiền. Anh bị cháy sắp chết rồi. Hết rương chưa ta? Mình có bên này còn. Trời ơi. Đừng có chưởng em nữa mọi người. Dick Ace. Ủa? À, nó có cơ chế phản mũi tên. Mình tự bắn nó, mình tự chết. Ủa anh đâu rồi? Không thấy anh nói chuyện gì. À đây. Còn đó không anh? Hình như anh bị mất mít anh ơi. Có hả? Ừ, nãy giờ nói anh có nói không? Có. Ờ, không nghe rồi đó, bây giờ mới nghe nè. Thôi không sao đâu. Nói chung là cái đường dây của Discord đó giờ có bao giờ tốt đâu mà nói. Chúng tôi mua Nicho của bạn và bạn làm ăn như thế này. Anh cũng có mua Nicho mà phải không? Nicho không phải không? Rất mua mà gì bỏ rồi. Thấy cái Nicho nó mắc ở cái chỗ đó bán thêm mấy cái gói trang phục của cái avatar mình mà không biết đi làm cái gì á. Hiện tượng ép đốc. Hình như là cái mỏ neo của anh đợt trước đưa cho em nó mạnh hơn cái này cái ta. Cái này đánh của anh nó đánh cái tầm nó không rộng lắm. Hiu đi anh ơi. Anh ơi.
Má khắc nghiệt của cộng 6. Trời ơi. Nhìn ổng kìa trời. Anh đổi qua cây cung kia đi, bắn cho nhanh anh ơi. Này tới cộng 6 luôn á. Tôi có cái phạt đạn. Ờ chịu rồi. Còn 11 giây trước khi phanh tầm tới. Ờ, nhanh nhanh đi. Một giờ thì ghét. Cái kết này đi có vẻ hơi đuối đó. Cửa mở rồi, cửa mở. Đây 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 đây, khu này khu này khu này. Ú là trời. Ít nhất cái cung mình vẫn mạnh. Tiếp tiếp anh, tiếp anh. Cái battle group nè. Phục trang chiến đấu. Chị khó chịu vô cùng. Khó chịu vô cùng. Cái con lửa đó nó đốt bây giờ cái do cộng 6 mà cái level em thấp á. Nó đốt nó không phải đốt theo thời gian đâu, nó mới vừa bật cái lửa lên cái làm chết rồi. Xa nó nè, còn tới 20 giây nữa. Anh chọi cái TNT đó vô đầu em đúng không? Em bây giờ đi chậm quá. Nó không phải làm chậm mà nó gị lại luôn. Nó dịnh lên lại. Nghe tôi làm việc tưởng cho tư quái. Ủa gì là hết rồi đó hả? Quá không, mình chết nhiều dữ á. Ủa? Chưa hết nữa hả? Bình thường mấy cái khu kép ở đâu to rồi làm gì đâu ta? Kép rồi, kép sắp rồi. Kép rồi nó hơi to đó. Má nó đốt một hồi mình thừa mình thành người Do Thái luôn mới hay chứ.
What? Anh ơi, đừng anh ơi. Mình giúp hai người Mỹ anh ơi. Bỏ mấy cái trái bom nó xuống. Rồi mấy ông điểm khủng bố rồi. Cái phản cung. Vấn đề một chọt. Oh my god, lava nóng chảy.